Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với The Vân ZDev Channel ở cái mục gọi là cái khóa học lập trình Go làm căn bản. Thì ở cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn làm thế nào để tạo ra random number và viết một cái function để mà gọi là xào cái bộ bài lên. Thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ có một chút xíu cái chỉnh sửa cho cái code của mình nhìn nó đẹp hơn, nó chuẩn hơn, mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Và sau đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần nữa ở trong Go nó cũng rất là hay ho, đó là testing. Thì đầu tiên mình sẽ chỉnh lại cái function là tạo bài từ file này. Thì cái tạo bài từ file này đầu tiên là mình sẽ trả về một cái thêm một cái nữa là error, nghĩa là thì trong trường hợp mà nó có row này lúc trước thì mình là nghĩa là có row thì mình lóc ra và mình thoát hẳn cái chương trình luôn. Thì bây giờ nếu có row thì mình vẫn giữ cái hàm lóc này để mình biết là nó có row ở đâu, nhưng mà mình sẽ trả cái lỗi row đó về cho cái hàm xử lý ở bên ngoài. Cái thằng nào gọi cái hàm này nó sẽ tự đi xử lý cái row đó chứ mình không có xử lý hẳn ở trong đây luôn. Đó thì trong cái hàm này khi mà sửa lại nó sẽ có hai cái giá trị phải trả về. Vậy thì bắt buộc mình phải trả về nhiều bài và error. Đó. À, xin lỗi, error rồi. Nghĩa là khi mà có lỗi xảy ra thì mình sẽ trả về một cái tập hợp nhiều lá bài rỗng, có nghĩa là không có lá bài nào trong đây hết, và đồng thời đi kèm với một cái error. Và ở đây nếu như không có vấn đề xảy ra, mình có thể load lá bài, những cái lá bài từ trong file lên, thì mình trả về cái error đây là nil, có nghĩa là không có error gì cả. Rồi sau khi mình đã sửa như vậy rồi thì mình sẽ quay lại cái hàm main của mình và mình đầu tiên là mình đọc ra từ, mình sẽ viết lại cái hàm này đúng không, nó sẽ là có file rồi. Đầu tiên là tạo bài, sau đó là lưu ra file, lưu file vẫn tên là cờ bạc nha. Rồi mình xóa cái file cờ bạc cũ này đi. Đây. Rồi, sau khi mà có cái file cái nhiều bài đó rồi, mình quay lại cái demo lúc trước nha. Là mình sẽ append vào thêm rồi mình lóc ra. Append vào thêm. Và mình unlock nó ra, in nó ra cái giá trị của nhiều lá bài hiện tại. Sau đó thì mình sẽ đọc từ file lên, đọc từ file lên, file tên là cờ bạc. Và ở đây nếu mà xảy ra error mình sẽ xử lý ở đây. Nếu có lỗi thì mình exit luôn. Nó còn không thì nhiều lá bài. Rồi, bây giờ mình sẽ để mình phóng to cái màn hình code lên một chút xíu cho các bạn dễ nhìn nha. Quý vị đạo hữu có thể dễ dàng nhìn thấy cái code này. Rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ chạy thử lại go run mình chấm go và bài chấm go. Đó, các bạn thấy không? Khi mà lần đầu tiên mình tạo ra, mình thêm con chính cơ vào. Đó, rồi. Kế tiếp mình load lên từ file thì nó chỉ có 12 lá thôi. Vậy là cái này nó đã trả chạy vô cái trường hợp đúng, có nghĩa là mình đọc được từ cái file chính xác. Vậy thì trong trường hợp mà ví dụ mình đọc sai thì sao? Đấy. Đây, nó cũng sẽ lóc ra là ok, không đọc được file mà nó cái file nó không tồn tại và exit with status 1. Vậy thì nó về logic thì nó không khác việc gì nhau lắm so với cái function trước, tạo bài trước đó mà mình đã viết.
nghĩa là mình xử lý hẳn cái euro ở trong cái function này mà mình bây giờ mình đưa cái euro ra ngoài. Vậy thì cái khác biệt nó nằm ở đâu và tại sao mình phải sửa cái function này lại như vậy? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn trước về testing ở trong Go. Rồi tới lúc mà mình test tới cái phần này á, thì các bạn sẽ hiểu lý do tại sao mình phải sửa lại như vậy để cho nó chuyên nghiệp như vậy. Cờ bạc là nó phải chuyên nghiệp vậy. Rồi, thì để mà có thể tạo được một cái test ở trong Go á, thì mình sẽ đặt tên nó. Ví dụ như mình test cái file bài.go thì mình sẽ đặt tên cái file test của mình là bài test.go. Đó. Cái này là quy tắc. Cái quy tắc đặt tên của cái file test, nó nghĩa là cái nó ứng với cái file bài này thì cái file test của nó sẽ là bài test.go. Đó, chứ không phải là mình thích chơi cái kiểu nửa nẹt nửa mở lúc nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh nhé mày. Khi mà mình đã chọn cái coding convention của mình là cái gì á, thì mình sẽ follow với nó luôn. Nghĩa là khi mà mình đã chọn cái coding convention của mình là tiếng Việt á, thì mình đáng lẽ là mình sẽ chơi tiếng Việt hết. Nhưng mà ở đây tại vì cái trường hợp này là nó bắt mình phải làm như vậy. Rồi, vậy thì trong cái file test này mình cũng sẽ có define bucket main như bình thường. Đây các bạn thấy không, khi mà mình define bucket nó sẽ mình ra một cái dòng nhỏ nhỏ đây nè là run bucket test, run file test ở đây, nghĩa là khi mà mình viết cái test case thì mình có thể chạy được cái test của mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ khai báo một cái test case cho cái bài.go này. Và đầu tiên là mình sẽ test cái function tạo nhiều bài. Thì để test cái function tạo nhiều bài này á, mình sẽ đặt cái tên hàm là test. Đầu tiên phải bắt đầu bằng chữ test. Xong rồi cái tiếp theo là cái tên hàm. Cái tên hàm mà mình muốn test có nghĩa là tạo nhiều bài. Đó là cái quy tắc khi mà mình đặt tên nó một cái test case. Thì tiếp theo là mình sẽ truyền vào một cái testing. Cái t này nó làm cái gì? T này nó là một cái biến để mà mình test, nghĩa là mình sẽ cho người ta thấy là cái test này nó thành công hay nó thất bại. Đó. Rồi, và để chạy được cái test này thì mình sẽ tạo phần như vậy rồi đúng không? Thì bây giờ mình quay lại cái hàm tạo nhiều bài của mình nè. Thì hiện tại là nó sẽ tạo ra được là 4 x 3 là 12 lá bài đúng không ạ? Thì để test mình chắc chắn là nó tạo được 12 lá bài. Thì nếu như mà nó tạo ra không được 12 lá bài, có nghĩa là cái function mình implement sai. Trong trường hợp các bạn có thể là nhiều hơn 12 lá và các bạn chơi hẳn 52 lá rồi không ạ? Trong trường hợp của mình ở đây đó, mình bài mình là bài xịn chỉ có 12 lá thôi. Đó, thì mình vẫn có mình vẫn tạo ra một cái bộ bài, sau đó là mình sẽ kiểm tra coi nó đúng là có 12 lá hay không. Thì cái bộ bài của mình nó sẽ bằng là tạo nhiều bài. Đó. Rồi. Sau đó nếu cái chiều dài của cái bộ bài của mình, có nghĩa là số lượng bài trong cái bộ bài của mình mà nó khác 12 lá thì có nghĩa là nó lỗi rồi đúng không ạ? Nó lỗi thì mình sẽ gọi là t chấm và error. Error có nghĩa là mong muốn có 12 lá bài. Thực tế là thực tế là bao nhiêu? Thực tế là mình sẽ lấy cái chiều dài thực tế mà cái bộ bài của mình tạo ra đó. Đó, đúng chưa? Đó, có nghĩa là nếu như đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái bộ bài, sau đó mình kiểm tra cái độ dài của nó có đúng giống như là mình dự tính hay không. Và nếu như nó khác thì nó là error. Rồi.
Bây giờ ở đây nó có cái hàm run test. Thì giờ mình để nhanh mình bấm thử vô đây rồi coi nó có đúng hay không nha. Run test. Rồi ok. Nó báo test path. Đó. Thì bên cạnh cái việc mà mình bấm vô đây để mình run test hoặc bấm vô đây để run test thì mình có thể là gọi vào cái lệnh ở trong thư mục project hiện tại của mình. Mình gõ go test. Cái lệnh go test này nó sẽ chạy hết tất cả những cái test case có trong cái bucket kịch của bạn luôn nha. Có quý vị đậu hũ luôn nha. Nên là go test nó sẽ chạy hết tất cả test case. Bây giờ mình sẽ chạy luôn. Go test. Ok. Test path. Ok. Hợp lý. Tại vì mình tạo ra có 12 lá bài thôi. Đó, bây giờ thí dụ như bây giờ mình sẽ thêm vô là còn số 4 nữa. Nghĩa là 44 là sẽ là 16 đúng không? Và bây giờ mình sẽ nó chạy lại nè. Chạy go test lại nè. Bụp. Rồi, cái gì đậu hũ nhìn nha. Đó, test nè. Cái test fail ở cái function test tạo nhiều bài đúng không? Và ở cái dòng số 9 mình lóc ra là mong muốn có 12 lá bài. Nhưng thực tế là tới 16 lá. Thấy chưa? Đó. Vậy là cái test case này khi mà một khi nó chạy sai thì nó sẽ cho mình biết liền. Thì cái testing này nó giúp mình ở trong cái vấn đề là nếu mà sau này á cái project mình nó lớn lên, cái code mình nó nhiều lên, một khi mình thay đổi cái function nào á thì mình sẽ đảm bảo được là chỉ cần mình chạy cái bộ test case này lên thì nó sẽ đảm bảo cho mình là cái logic, cái code của mình vẫn được giữ nguyên, nó không bị ảnh hưởng. Chứ nếu mà bạn không có một cái test case, một cái bộ test thì sẽ dụ này, sau này bạn sửa lại một cái hàm nào đó, một cái logic của cái hàm nào đó, nó dẫn theo, nó vô tình nó bị sai rồi bạn không biết, bạn không để ý, nên là nó kéo theo tất cả những cái function liên quan của nó bị sai luôn, cả một cái hệ thống của mình nó sẽ sai luôn đó. Thì cái test case nó được tạo ra để làm cái mục đích như vậy đó. Thì đây là cái test case đầu tiên, rất là đơn giản, đó là mình tạo ra nhiều bài, đúng chưa? Rồi vậy thì mình test. Ok, bây giờ mình quay lại đi, chỉ 12 lá thôi. Rồi ok, chạy lại rồi test bus. Ok rồi, hoàn thành rồi. Tiếp theo mình sẽ test tới cái function là chia bài. Thì tiếp tục mình sẽ có là fun test, cái hàm nó tên là gì vậy? Chia bài. Đó, chia bài thì mình sẽ chỉ biết chữ chia bài ở đây. Ở đây chắc chắn là sẽ có vài vị đạo hữu thắc mắc là tại sao cái lúc đó, thì cái function tôi viết thường cái chữ cái đầu, qua lúc đó thì lại tôi lại viết hoa cái chữ cái đầu. Đó, thì cái đó hạ hồi phần giải nè. Hạ hồi phần giải. Rồi, cái test cái function chia bài này thì đầu tiên mình có một cái bộ bài đi. Là bằng mình tạo ra một cái bộ bài trước cho nên đúng không? Là mình mới chia được. Rồi. Sau đó là mình sẽ chia. Bây giờ mình có 12 lá. Mình sẽ chia ra cái bộ bài này, mình sẽ chia làm hai là bộ 1 và bộ 2. Chia làm hai hai hà. Người Việt Nam mình thì miền Nam ở trong tôi nó kêu bằng chia làm hai tụ. Đó, tụ 1 và tụ 2, nghĩa là hai ông đánh với nhau chia đều số bài ra. 12 lá mỗi ông chia được 6 lá. Rồi là chia. À quên, cái function chia bài nó là chia bài chứ nó không phải là một cái receiver function. Bộ bài và mỗi ông 6 lá, đúng chưa? Vậy thì bây giờ nếu như mà cái tụ 1 của ông này mà nó không phải là 6 lá thì tôi lại arrow, đúng chưa? Tụ 1 mong muốn là có 6 lá, thực tế là bạn cứ để phần trăm V vô đây nha, cho không cần phải suy nghĩ. Giống như nếu mà các bạn ngày xưa mà có bạn nào mà học mấy cái ngôn ngữ khác như là C, C cộng cộng hay là
Java hay là gì đó, thì khi mà cái format string á, mà cái phần trăm này thì nếu mà số hay là cái chuỗi gì đó thì các bạn phải lăn tăn cái vấn đề là phần trăm d, phần trăm f, phần trăm s hay cái gì 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 đó. Thì trong Golang này mấy cái đó vẫn xài được nha, nhưng mà có một cái tiện hơn là phần trăm v, cái gì nó cũng chơi được hết, nên tôi là chúa làm biến, mà cái gì mà nó xài được cho tất cả mọi thứ thì tôi xài luôn, chứ hơi đầu nhớ mấy cái kia nhức đầu. Rồi copy lại làm biến mà. Rồi biến thì copy cho nó khỏe. Rồi này là tụ hai, thì tụ hai nó cũng có 6 lá. Rồi test bật, ok ngon lành. Nhưng trong trường hợp này nó có 7 lá thì sao? Chạy test, ok fail. Đấy, fail nè, báo fail rồi này, và báo là tụ hai mong muốn có 6 lá, nhưng mà thực tế là xin lỗi, đây là cái test này tôi sai. Nó mong muốn là ví dụ như trong trường hợp là muốn có 7 lá này, đúng chưa, mà nó có 6 lá ví dụ như vậy, tôi đang thử thì nó sẽ cái chạy là rồi tụ hai mong muốn có 7 lá, thực tế là 6 lá, nó chỉ như vậy đó, thì mình có 12 lá thì chắc chắn nó phải là 6 lá rồi. Rồi rồi đó, bây giờ mình quay lại mình chạy go test. Go test này lúc này nó sẽ test cả hai cái test case của mình luôn, nghĩa là test tạo nhiều bài và test chia bài. Rồi chạy, ok pass hết luôn, pass hết luôn đó. Dễ không? Rất là dễ đúng không? Rồi tiếp tục quay lại đây kiếm kiếm cái thứ gì đó để test tiếp. Thì cái này với cái này thì nó không cần phải test, nó đơn giản quá rồi. Bây giờ mình sẽ test lưu file và tạo bài từ file, có nghĩa là mình sẽ test cái function lưu xuống và tạo bài này. Được chưa? Rồi vậy thì mình sẽ đặt tên là test và lưu và tạo bài từ file. Đó. Trong trường hợp này thì nó không có giống tên cái function nào hết. Thật ra cái nguyên tắc này đặt tên mình cho nó giống function đó, nó cũng không phải là bắt buộc. Nhưng mà mình đặt tên như vậy, mình có một cái convention như vậy á, nên cái quy ước như vậy á, để khi mà một cái test case nó bị fail á, mình biết là mình fail ở cái function nào, một cái hàm nào, để mà mình tiện mình vô mình fit. Trong trường hợp này thì mình phải test luôn cả hai function, thì mình phải đặt cái tên nó khác đi, mình không có test cụ thể một cái function nào cả. Giờ trong trường hợp này tôi dùng hai cái hàm lại, tôi test một lần là cái hàm lưu xuống file và từ file lên. Đó, vậy thì đầu tiên tôi tạo ra một cái bộ bài mà nhiều bài, thì cái bộ bài của tôi bây giờ nó chỉ có 3 lá thôi. Bạc 4 rô 5 bích. Rồi, tôi tạo ra một cái bộ bài nó chỉ có 3 lá thôi. Sau đó thì tôi sẽ lấy cái bộ bài này. Đúng chưa? Tôi lưu file, lưu xuống file và lưu xuống cái file tên là test
Gì đây? Báo gì đây? Thì bất cần cho gì đây? Tôi đâu có chơi gì đâu. Rồi, sau khi tôi lưu cái bộ bài này xuống thì phải có nhu cầu là đọc nó lên chứ, đúng không? Phải đọc lên. Vậy thì cái bộ bài và Euro sẽ bằng là tạo bài từ file. Nó tạo bài từ file và nó đọc lên được cái file tên là test bài. Đấy. Thì bây giờ nè, trong trường hợp này nó có error thì sao? Đó. Nếu nó có error thì tôi báo error luôn. Cái hàm lưu file này lúc trước mình cũng đã trả một cái error rồi nè. Đó. Thì trong trường hợp này, đấy. Trong trường hợp này nếu error khác nên thấy chưa các bạn. Mình bắt đầu mình in ra cái lỗi của nó. Đó. Là lưu bài xuống file bị lỗi. Rồi tiếp tục phần trăm V và đưa cái row đó vô. Này cũng vậy. Đó. Này cũng vậy. Tạo bài từ file. Đó. File test bài. Rồi. Thì. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì thôi ha. Còn nếu có lỗi thì mình đó là đọc bài từ file bị lỗi phần trăm V và mình đưa cái error này vô thì cái nguyên tắc ở đây là khi mà các bạn test các bạn phải dọn dẹp sạch sẽ những cái gì mà mình tạo ra khi test ở đây khi mà bạn test bạn tạo trong cái bộ bài đặt tên là test bài rồi sau đó là bạn tạo bài từ file ra tạo ra được cái bộ bài đúng không thì để chắc chắn một lần nữa thì bạn phải đảm bảo được là cái bộ bài bạn đọc lên nó đúng là cái bộ bài mà bạn đã lưu xuống đúng không thì ở đây mình có bộ bài này có ba lá thì mình phải kiểm tra thêm một lần nữa cái bộ bài của mình lúc này nó có đúng là có ba lá hay không nhớ yeah. Rồi. Tôi báo lỗi luôn. Đó. Bài mong muốn có ba lá. Thực tế là liên cố cái bộ bài này. Rồi. Nghĩa là sau khi nó chạy được qua được cái vòng 1 thử thách là lưu file tới thử thách vòng thứ hai là tạo bài từ file và tới thử thách lần thứ ba nghĩa là để đảm bảo được là cái bộ bài đọc lên đúng là cái bộ bài mình đã lưu xuống thì ở đây mình đã coi như là mình test xong thì khi mà mình test xong rồi đó mình sẽ phải xóa cái file mà mình đã tạo ra khi test đi thì làm sao thế nào để mà delete cái file đây thì giống như tôi đã nói một người lập trình chân chính phải luôn luôn biết cách gõ Google đó, đó là lập trình full stack overflow đó là go delete file làm thế nào để mà delete file đây rồi tôi thấy rồi trong này nó nói là sử dụng hàm os.delete
remove file. Ngoài kia là tôi đã thấy rồi, để tôi ráng load cái trang web lên cho các bạn coi. Có hàm remove này đúng không? Đây, vô lăng os.remove là built-in function để remove file. Ok, máy tôi nó chậm quá phải không? Rồi, giờ mình sẽ sử dụng cái function này os.remove. Đó, remove. Thì cái hàm này nó sẽ xóa một cái file mà mình đưa cái tên vào. Thì vui lòng xóa cho em cái file test bài này đi. Đó. Rồi, ok. Coi như là vậy là cái bộ test của mình đã, cái test case của mình đã hoàn chỉnh, đúng không? Rồi, bây giờ mình chạy test thử nè. Chạy. Rồi, test thành công. Bạn các bạn thấy không? Nó không hề có một cái file red nào ở đây. Giờ ví dụ tôi thử nè. Thử tôi bỏ cái OS này đi. Đó, tôi không xóa cái file này đi nữa. Rồi tôi chạy lại. Run. Đó. Nó cũng test path nhưng mà đồng thời nó sinh ra ở đây một cái file test bài. À, ba lá à, đúng không? Vậy thì nó rất là không sạch sẽ, nghĩa là giống như bạn đi ăn dụng rồi mà bạn không chịu đi chùi mép vậy đó, thì không nên. Là khi mà mình test cái gì thì mình phải dọn dẹp cái đó. Thì cách làm của tôi là như vậy, còn các bạn nào có cái cách làm khác hơn, hay hơn, nó sạch sẽ hơn thì các bạn cứ thoải mái mà làm. Nhưng mà nguyên tắc là khi mình test cái gì thì mình phải dọn dẹp cái đó. Đó, rồi. Vậy là coi như là mình đã thành công. Bây giờ ví dụ như mình cố ý mình làm sai một cái gì đó, để xem coi nó chạy như thế nào. Rồi, chạy. Rồi. Test fail. Không mở được cái test bài. Okay. Rồi, như vậy là coi như mình đã giới thiệu được cho quý vị đạo hữu về sơ lược về cái gọi là testing ở trong Go, rất là đơn giản thôi. Và mình để mình check ăn, mình chạy lại một lần nữa Go test, mình test hết tất cả những function nãy giờ mà mình làm, chạy hết những cái hàm test này và nó báo là test ok. Ok. Rồi, vậy là coi như xong. Và các bạn nhớ cái nguyên tắc nhé. Cái việc testing này nó rất là quan trọng. Và đồng thời, khi các bạn đã test thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ những cái gì mà mình phát sinh ra lúc mà mình test. Nguyên tắc ăn dụng, nhớ chùi mép. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những cái video sau.